Hé lu cả nhà, là iStore đây. Video hôm nay mọi người cùng shop mở thùng hàng mới nhé. Đầu tiên là sticker hình dán nổi. Tấm nhỏ nhỏ phù hợp cho những ai không có nhu cầu mua tấm lớn. Tiếp theo đồ chơi xếp hình. Có hai mẫu, số và khủng long. Đây là đồ chơi xếp hình 3D. Shop có 3 mẫu, khủng long, máy bay và tàu thuyền. Ai biết cái này là gì không nhỉ? Đây là đồ chơi Mochi Mini, có rất nhiều mẫu hình thú khác nhau đó. Cây băng keo dán trang trí. Shop bán theo một cây có 10 cuộn là 10 hình khác nhau. Tha hồ sáng tạo. Tranh đính đá mini, mẫu này shop sẽ quay video cụ thể sau. Hộp có đầy đủ tranh, đá đính, bút đính đá. Hồ khô dán giấy chai mini nhỏ gọn. Ai mà không có nhu cầu xài nhiều có thể cân nhắc em này nhé. Móc khóa pop-it, vừa làm móc khóa vừa là đồ chơi, lúc xì chết thì nhấn một hồi là hết xì chết nha. Huy hiệu ghim cài vào ba lô áo khoác, em này làm quà tặng cũng xinh nữa. Trước khi dùng nhớ tháo lớp màng ni lông trên mặt ẻm ra trước nha. Đất sét mini, hộp có 12 màu. Trên nắp còn có sẵn một khuôn hoạt hình. Vì ai đó hay làm quăn góc sách quá, người ta đành phát minh ra em kẹp này giúp giữ góc sách luôn thẳng đẹp. Nhưng mà sách của shop cũng ít bị quăn lắm do ít đụng vào mà. Cuối cùng là ít mẫu bìa sơ mi A4 xinh xẻo đẹp gái ạ. Video đến đây là hết, hẹn cả nhà trong những video sau nha.